Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Thì ngày hôm nay em trở lại tiếp tục cái câu chuyện của Thám Tử Cao và chị Hồng Loan. Thì mấy đây mấy ngày thì em bận công việc, em lo công việc khác nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay em thấy rất là bức xúc khi mà Thám Tử Cao nó đã gọi là rớt mặt nạ của nó rồi, lộ diện rồi, lộ hết rồi, đã cấu kết với bà Sáu rồi ha. Vậy mà lúc trước, lúc xưa khi mà tôi vào tôi binh Hồng Loan á, nó còn nói tôi là thằng gọi là được bà Sáu thuê, nhận tiền của bà Sáu để vào phá Hồng Loan. Trời ơi, thì ngày hôm nay mọi người thấy chưa, cái bộ mặt thật của nó, chính nó đó, nó đang nói cái bản thân nó luôn á. Đó, mày cấu kết với bà Sáu, mẹ con mày ha, dữ lắm rồi. Mấy ngày nay tôi không nói tới nó, nó hơi bị lộng hành. Đó, nó lộng hành bởi vì đâu có ai nói nó đâu, cô chú anh chị đâu có ai vạch mặt nó đâu. Đó, ngày hôm nay tôi trở lại tiếp tục trên cái con đường vạch mặt nó nha. Cô chú anh chị xem, nhớ bấm like, bấm theo dõi nha mọi người. Đó, thì trở lại câu chuyện giữa cuộc nói chuyện của nó với bà Sáu trực tiếp đi ha. Mình cái đoạn ghi âm đó thì mình để clip sau mình sẽ nói về đoạn ghi âm đó. Còn cái vấn đề mà ở đây thì câu chuyện của chú anh chị cũng đã thấy rồi. Đó, bà Sáu với nó đã chính thức gọi là cấu kết với nhau ha, lộ mặt nạ rồi. Nếu mà có nhiều người nói là bà Sáu nhờ Thám Tử Cao để nó gọi là tẩy trắng cho bà, nhưng mà nếu mà thật sự bả đúng, bả không có liên quan hay là bả không có mập mờ trong vấn đề gọi là sao kê thì mắc mớ gì bả phải cần thằng này, thằng Khứa này để tẩy trắng cho bả. Đó, nhưng mà tôi nói là cái mối tình của hai mẹ con này thì cũng không được lâu đâu. Mối tình hai mẹ con này cũng không được lâu đâu, vài bữa cũng chia tay nữa, ăn chia không đều chia tay à. Thằng này nó dạng gọi là điếm thúi mà, điếm chùm. Đó, nên gọi là vài bữa ăn chia không đồng cũng chia tay, đừng ai nói đi nữa cho mọi người xem. Đó, thằng này nó quay xe với chị Loan được thì nó không quay xe với người khác được. Nó quay xe với người này được thì người kia nó cũng quay được thôi, khi mà hết giá trị lợi dụng. Đó, bây giờ câu chuyện chị Loan nó đâu còn gì nữa đâu mà để nó vu khống chị Loan của chú anh chị. Không còn gì để vu khống chị Loan cả. Đó, bắt buộc nó phải la liếm qua bà Sáu, lết liếm qua bà Sáu, nhận làm mẹ nuôi. Tôi cho mẹ nuôi luôn rồi. Mẹ nuôi của nó, nó nhận làm mẹ nuôi. Đó, thì để nó có câu chuyện nó tiếp tục. Nó bươi ra để nó kiếm ăn chứ nó ăn cái gì giờ? Nó giờ nó làm gì ai coi? Ai cũng biết được bản mặt thật của nó trơn rồi, bây giờ nó làm gì ai coi, ai ủng hộ nó nữa. Đó, nên là bắt đầu là nó qua nó kết tình mẹ con, kết tình phụ tử với lại bà Sáu. Thì tôi nói rồi, những cái thể loại mà chơi với những người mà gọi là đồ của người ta mà lúc nào cũng muốn chiếm á, là những thành phần đi chơi không được, chơi không có vô. Đúng không rồi chú chị? Chứ không có vô, chứ không được, chứ không bệnh đâu. Đó, những cái điếm thúi nó chơi với nhau thôi chứ. Cái người bình thường ai đâu chơi. Kẻ điếm thúi chơi với nhau để lợi dụng nhau, mày lợi dụng ta, con lợi dụng mẹ thì cái view, mẹ lợi dụng con vì con có tiếng nói trên mạng xã hội để nói để dập con Loan. Nhưng mà tôi nói rồi, sự thật chỉ có là một, sự thật vẫn là mãi là sự thật. Nên gọi là đừng đánh tráo khái niệm hay là đừng có gọi là mượn người này người kia lên tẩy trắng cho mình. Thằng thám tử nó đâu phải luật sư, cái bản thân nó lo còn chưa xong nữa chứ đâu mà luật sư cái gì, lấy gì mà tẩy trắng, đúng không? Cái bản thân nó còn lo chưa xong nữa đó, chứ đâu mà tẩy trắng cho bà Sáu. Trời ơi, bà Sáu ơi, bà già rồi, bà không có hiểu được hết trên cái chuyện cõi mạng xã hội này đâu. Bà đã sai hoàn toàn rồi, tôi nói thiệt, bà đã sai rồi. Sai từ khi mà bà đứng ra, bà lên tiếng, bà đi thưa kiện chị Loan là bà đã sai rồi. Đó, bà đã sai từ lúc đó rồi. Nhưng mà do cái bản tánh gọi là tham lam cố chấp của mình thì bà không chịu nhận sai, nghe bà Sáu. Đó, ngày hôm nay bà nhờ thám tử lên tẩy trắng cho bà, nó lên nó cho bà thêm tội chứ đâu mà tẩy trắng. Cái thằng này bản thân nó lo còn chưa xong nữa đó, tẩy trắng người ta. Giờ bữa bà hằn về cho nó đi bây giờ nè, chứ đó mà nó tẩy trắng nha. Thằng này không phải luật sư. Đó, luật sư của nó thì bây giờ rõ ràng rồi, chia ra hai phía rồi, luật sư nằm về bên bé Trang rồi chứ không còn bên thám tử nữa đâu mà gọi là lên bà nhờ vô đó, ỷ chắc vô đó chắc nha. La liếm qua thám tử, chắc nhờ thám tử gọi là cho luật sư tư vấn đúng không? Luật sư hết thời, luật sư ngủ quên, luật sư về tối ngày đi ngủ quên không à, làm ăn cái gì, làm được cái gì nữa. Thôi bà Sáu ơi, đó, bà bây giờ bà quay đầu tôi thấy là bà im, bà không nói gì nữa, tôi thấy còn tốt hơn á. Đó, sau này mà thí dụ mà chị Loan bà có thắng gọi là cái kèo nhà đó, đó thì bà cũng biết đâu bà thương tình bà bán, bà cho một số tiền gây dựng mà làm ăn, chứ mẹ con gì tối ngày cứ lên hơn thua với người ta chi vậy. Bà thấy tới ngày hôm nay bà có được gì chưa? Không có được gì trong tay hết cả, ngoài những cái sự mà tai tiếng nha, được trong tay nhưng mà tai tiếng á, được tai tiếng á, chứ trong tay có được gì đâu, đúng không bà Sáu? Đó, nên gọi là bà cũng phải là
biết người đi, thấy không? Biết người biết ta đó, trong lòng của mình như thế nào mình biết rõ mà, rõ ràng cái tài sản đó đâu phải là của mình. Ngày hôm nay nhờ thám tử cao lên tẩy trắng, trời ơi tẩy trắng vụ sao kê. Rồi nếu bà không có, tôi nói thật, một người mà không có cái gì gọi là mập mờ trong vấn đề mà sao kê thì người ta đã đi làm cái vấn đề này rồi, đúng không mọi người? Nếu mà một người không có cái gì mập mờ trong vấn đề sao kê này, người ta khi mà chị Loan nói một tiếng đi sao kê luôn, về dục vô mặt mày luôn, cho mày thấy luôn đó là tao sao kê, tao trong sạch như thế này nè, mày phải lên mày xin lỗi, mày đính chính, mày lấy lại danh dự cho tao liền đó. Dám không? Dám không? Không dám. Chỉ có những cái người mập mờ mới không dám thôi, chứ những người mà gọi là sòng phẳng, những cái người mà gọi là không có cái dấu hiệu mà gọi là ngậm trong đó á, thì chắc chắn là về sao kê dục thẳng vô mặt chị Loan luôn, dục bản số dục vô đó, nói là tao đi sao kê về nè, mày thấy chưa, mày phải lên đính chính xin lỗi trước cộng đồng mạng, về vu khống cho tao, làm liền. Trời ơi, bé Gia nó làm liền, nó đâu có hiền, mẹ con nó đâu có hiền, đúng không? Mẹ con nó không có hiền miếng nào chứ, đừng nói mẹ con mày sao hiền, mẹ con mày sao đâu có hiền, nhưng mà lỡ dính xương trong đó rồi thì sao mày làm được, đâu có làm được. Nó bắt buộc là phải lên nhờ thám tử cao tẩy trắng. Trời ơi, thôi thôi hết chuyện nhà thám tử cao rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi, bả bây giờ bả không nhà thám tử cao thì nhà ai giờ, ai có đủ cái sự mà gọi là gan lì vào đó để giúp bả, chỉ có thám tử cao thôi đó. Vậy mà thám tử cao nó nhận tiền của bả để gọi là giúp cho bả, vậy mà trước đây nó đổ thừa tôi. Trời ơi, cái gì cũng đổ thừa tôi chân cô chú chị. Tôi nói rồi, tôi không nhận tiền của ai cả, nên tới lúc này là không có ai bắt tôi phải làm được cái điều gì theo ý của họ cả. Tôi làm là việc của tôi đó, không có ai gọi là sai khiến gì biểu gì được tôi cả. Chứ đừng nói là chị Đại cho tiền, không chị Đại nào cho tôi cắt nào chứ, tôi thích tôi nói, tôi không thích thì tôi ngưng đó, cũng không có ai làm gì được tôi cả đó. Bởi tôi đâu có nhận tiền của ai, tôi đâu có nhận cách C hoa hồng của ai mà tôi phải làm theo hợp đồng đó, nên nhớ là như thế đó. Tôi nói cái này ra để cho mọi người thấy là tôi là người như thế nào đó, tôi ăn ngay nói thẳng lắm chứ tôi không có gọi là theo một cái luận điệu nào cả. Ngày hôm nay thì rõ ràng rồi đó, nói với bà Sáu cấu kết với nhau từ rất là lâu rồi, chứ không phải mới đây đâu đó, chứ không phải mới đây đâu của chú chị. Thằng này là nó chơi là hai ba mang lận chứ không phải một mang đó, hai ba mang, đừng có nói nó hai mang, nói tới ba bốn mang lận đó, nói nó hai mang là có ít lắm đó. Nên là trong cái câu chuyện này chúng ta đã thấy ngày hôm nay rồi, quá thấy rõ ràng đó, không thể nào mà gọi là chối bỏ được đó. Chính thức nó gọi là lên sóng, nó điện, nó gọi bà Sáu luôn. Trời, tôi không biết là những cái khán giả, những cái đứa đầu bò đó của nó đó, ngày xưa mà ủng hộ nó, ủng hộ cho nó binh Hồng Loan để chửi bà Sáu đó, để nói bà Sáu đó, thì không biết giờ họ suy nghĩ cái gì vậy? Họ suy nghĩ gì? Trời ơi, ngày xưa mình suy nghĩ bà Sáu xấu như vậy mà bây giờ bà đâu có đẹp đâu mà mình ủng hộ bà. Đó, bây giờ cũng chưa lòi ra một cái gì đó oan ức cho bà Sáu cả. Đúng không? Giờ cũng chưa có lòi ra gì mà oan ức cho bà Sáu. Hồng Loan nó vô khống bả cái gì? Có bằng chứng chưa? Lòi ra chưa? Chưa hề có. Đó, chỉ là tôi thì nghe thằng thám tử cao nói mắc cười, nó là ai ủng hộ cho thám tử gọi bà Sáu gọi đi ủng hộ chị, ủng hộ cái mã tụi bay lồ ngu đó, không phải chữ thẳng, những khán giả đó lồ ngu, tụi bay không biết nhìn nhận, tụi bay không biết thấy đường hay sao mà tụi bay vẫn cứ ủng hộ một cách gọi là u mê vậy hả? U mê muội biết chừng nào mới hết đó, cứ theo nó dẫn dắt đi rồi nộp tiền cho nó liên giúp cho nó làm từ thiện rồi để cho nó có tiền bỏ túi chứ. Mấy thằng này làm từ thiện ghê lắm à. Trong những cái vấn đề vừa qua của chúng chị cũng đã thấy rồi, không nhiều vấn đề phức tạp về cái tên thám tử này lắm, không nghe mà tôi kể một ngày chưa hết câu chuyện về nó nữa của chúng chị đó. Nhưng mà bữa nay là cấu kết với bà Sáu luôn là tôi nhìn thấy hết được rồi, không tôi nhìn thấy, tôi tính đâu tôi cũng không muốn nói, tôi cũng để tới ngày mà giờ bữa nó ra tòa như thế nào rồi tôi tiếp tục tình hình, bởi vì tôi cũng đang kẹt một công chuyện khác bên một cái chủ đề khác, nên là tôi cũng ít có gọi là nghe của chúng chị, ít có tham gia, tôi nên đợi tới lần nào có cái gì đó mình mới quay trở lại mình nói. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy không thể nào mà nhịn được rồi, không thể nào mà làm ngơ để cho nó cấu kết với bà Sáu để gọi là giúp cho bà Sáu có tiếng nói để trong cái vấn đề của chị Loan, hãm hại chị Loan. Chứ trên mặt pháp lý thì thằng này nó chẳng là cái gì cả, nó không là cái gì trong cái xã hội này đâu, nên mọi người đừng có lo lắng về cái vấn đề pháp lý mà thằng thám tử nó có thể làm ảnh hưởng đến chị Loan được ha. Bởi vì nó đâu phải luật sư, cái nhất, cái hai nó từng là thằng tội phạm, từng là thằng gọi là tội phạm nha. Đó chứ ở đó mà pháp lý cái gì giúp bà Sáu gì, tẩy trắng cái gì, sao mà tẩy trắng được, mày tẩy trắng cái gì? Bây giờ một cách tẩy trắng nhanh nhất có thể cho bà Sáu nè, kêu bà đi sao kê lại trước cái tài khoản mà kêu gọi vào cái tiền cúng điếu cho chú Vũ Linh đó, kêu bà sao kê về rồi hợp lý tẩy trắng đó, cái đó mới tẩy trắng được.
Bây giờ bán không sao kê, bây giờ 100 ngàn lời nói không bằng một tờ giấy sao kê đâu cô chú anh chị. Đúng không? Bây giờ dù 10 thằng như thằng Thám Tử Cao, con Trang Vina hay là con Mi Sun hay là thằng đạo diễn hết thời đó, tụi bay lên gióng cổ tụi bay cũng không thể nào tẩy trắng cho bà Sáu được. Bởi vì sao? Giấy tờ. Giấy tờ, phải có giấy tờ mới được. Đúng không? Đi kêu bà Sáu á, động viên bà Sáu đi, vận động bà Sáu á ra ngàn sao kê. Đó, sao kê cái số tài khoản nào mà bên chị Loan yêu cầu đó, để kêu gọi vào cái vấn đề mà của chú Vũ Linh đó. Thì sao kê ra về dục tờ giấy vô trước nhà chị Loan luôn. Điểm mặt luôn. Đó, dằn mặt luôn, dám không? Dám làm điều đó không? Còn không dám làm thì thôi, im. À, bây giờ dùng 100 cái miệng hay là 1000 cái miệng thì cũng không thể nào qua một cái tờ giấy sao kê. Chỉ có đơn giản đi sao kê là hết chuyện rồi, đi sao kê là dập mặt được chị Loan rồi mà không sao kê được. Tại sao? Tại vì có mập mờ trong đó, đúng không? Chỉ mày có mập mờ thôi, à, có mập mờ trong đó mới không dám thôi. Đó, có mập mờ trong đó mới ngại. Ngại liền, đâu có dám sao kê. Trời sao kê lội ra làm sao? Lội ra ở tù luôn sao? Ngu sao sao kê? Chẳng thà bị chửi chứ không sao kê à? Ừ, tôi chẳng thà tôi bị chửi chứ tôi dễ gì tôi dám đi sao kê. Cũng như giống thám tử đó. Đó, đúng là mẹ nào con nấy thiệt. Mày nhận bà mẹ này nuôi phải rồi, nhận mẹ nuôi đi mày ơi. Ha, đúng là mẹ nào con nấy. Nó lấy cái kênh của ông Trần Nên, à, nó gắn vô cái tài khoản đó 3 năm trời mà đưa người ta được nhiêu tiền, mấy triệu bạc. Mấy chục triệu. À, mấy chục triệu chứ không phải mấy triệu. Nhưng mà cái số tiền ông kiếm là bạc tỷ. Đó, số quan trọng là số tiền ông kiếm lại phải vài trăm triệu, gần cả tỷ mà đưa mấy chục triệu à. Cô chú anh chị nhắm có nhịn được không? Tôi kêu nó đi sao kê, nó đâu dám. Bởi vì phải có mập mờ trong đó mới không dám. Nếu mà thật sự một người trong sạch, trong sáng á thì thả đi sao kê rồi. Đó, như cô chú anh chị đã thấy những cái tài khoản mà nó kêu gọi gần đây nha. Tôi nói gần đây thôi, trước kia thì không có. Gần đây nó đều đi sao kê hết. À, bởi vì nó thấy chưa, thám tử làm một người trong sạch, một người gọi là trong sạch trong cái vấn đề gọi là kêu gọi từ thiện nè, quý vị thấy chưa, sao thám tử đi sao kê nè, chi thu rõ ràng. Đúng rồi, bây giờ mày phải làm rõ chứ, mày không làm rõ sao được. Còn trước đây thì sao, trước đây như thế nào? Đó, khỏi nói đề về cái vấn đề trước đây nó đã làm từ thiện, nó giúp được gì cho ai thì mình cũng cảm ơn vấn đề đó. Nhưng mà cái vụ ông Trần Nên là khác à. Vụ Trần Nên là ổng chính bỏ cái sức lao động của ổng ra ổng làm, chứ không phải là mày tự mày đem tới cho ổng, hiểu không? Còn những người khác, thí dụ mày thấy người ta nghèo mày lại mày cắt nhà là câu chuyện đó của mày khác, cái lương tâm của mày nó khác. Còn ông Trần Nên nó bỏ lời ca tiếng hát đàn rồi hát tùm lum hết trơn để có một video để đăng lên để kiếm tiền, thì cái đó là cái công sức của ổng. Vậy mà mày nỡ lòng nào mày đi mày tháng mày đưa tao mấy triệu vậy hả? Tháng mày đưa tao mấy triệu vậy thì cái hậu quả cô chú anh chị thấy rồi, nhà nó bây giờ bệnh tật tùm lum đó. Tôi chỉ nói như thế thôi chứ tôi không nói sâu vô cái vấn đề đó cô chú anh chị. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. À, tôi chỉ nói nhiêu đó à. Ừ, mày sống sao cho có đạo đức lại ha. Nhìn cái mặt này sống cũng khó mà có đạo đức lắm đó. Mày sống sao có đạo đức lại đi, không đừng có gì những cái ba đồng tiền mà gọi là bên người này bên người kia đó để làm đi nói xấu người này người nọ đó, không bẻ lái theo luận điệu của mình đó thì sống cũng không lâu đâu, nói sống cũng không lâu đâu cô chú anh chị đó. Những cái người mà như vậy thì xã hội này trước sau cũng đào thải những người đó thôi, rõ ràng luôn. Em nói thật luôn cô chú anh chị, không bao giờ mà tồn tại được trong cái xã hội này nữa đó, không bao giờ tồn tại được đó. Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rồi, chị Loan cũng chưa có làm một cái điều gì gọi là có lỗi với những người mà đã từng ủng hộ chị Loan. Còn những người mà muốn gọi bỏ chị Loan thì ok, cứ gọi thôi đó. Cái đó là quyền của mỗi người, quyền của mỗi con người, chứ không có ai đây ép ai được cả đó. Chúng ta có duyên thì đến với nhau, chúng ta có duyên thì ủng hộ nhau, còn không có duyên thì mạnh ai nấy đi. À, con đường ai nấy tự chọn đó. Còn mẹ con bà Sáu thì ngày hôm nay đã chính thức là gia nhập bên cái tiểu đoàn của Thám Tử Cao rồi. À, lực lượng của bọn chúng bây giờ rất là hùng mạnh nha. Có những cái tên gọi là cộm cán không thể nào bỏ qua, như là toàn là thứ dữ không à. Thám Tử Cao, Thám Tử Hoa Hồng, Thái Dương, Hoa Hậu Mi Sun, đạo diễn Nguyễn Đức Long. Còn đạo diễn Nguyễn Đức Long tôi sẽ làm trong clip sau nha. Ảnh nói ảnh làm gần tới ngày ảnh làm con gì đó tôi sẽ nói sau trong video sau. Nhưng trong video này tôi dành cho thằng Thám Tử và mẹ nuôi của nó hai mẹ con đó, hai mẹ con mày chơi nhau hợp lắm. Không, đứa nào lấy muốn gọi là lấy tiền trộm cái gì, muốn gặm tiền của người ta không à, không đứa nào muốn nhả ra hết trơn á. Bà thì tiền cúng điếu, thằng thì tiền của người mù, hai người chơi nhau là hợp rồi. Trời sinh một cặp luôn. À, đã sinh sáu tại sao còn sinh thêm Thám Tử Cao. Hai người là làm một cặp nha cô chú anh chị. Hai mẹ con này là một cặp, một sụt luôn, chung sụt
đó, không ai thể tách rời được đâu, yên tâm đi. Hai mẹ con nó đã thông đồng với nhau khá là lâu rồi, ngày hôm nay thì lòi ra hết rồi, không kể cả cái đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm thì mình sẽ đăng trong video video sau, không trong cái này thì mình chỉ muốn nói mình lên án về những cái vấn đề mà đang xảy ra xung quanh những cái âm mưu mà bà Sáu và Thám Tử Cao nó đang kết hợp, và nó chuẩn bị những cái bước tiếp theo để nhắm vào chị Loan, để muốn gọi là tẩy trắng cho bà Sáu. Nhưng xin lỗi nha, dù bây giờ có thêm 1.000 cái miệng của Thám Tử Cao hay là 100 cái miệng của Thám Tử Cao thì cái sự việc nó chỉ có một thôi, đó là mày phải sao kê ra dục thẳng vô mặt chị Loan đó, dục thẳng vô nhà đó cho chị Loan xem, mày xem đi, tao có ăn chặn chưa, tao có ăn chặn tiền của ba mày chưa, dám làm không, làm như thế đi đó, hãy làm như thế thì xã hội này sẽ gọi là xin lỗi bà luôn, xin lỗi hai mẹ con bà, và trong đó có tôi đó, sẽ quỳ xuống lại bà 3 cái để xin lỗi vì những cái phát ngôn trước đây đã gọi là hiểu sai bà đó. Hãy làm đi Thám Tử Cao, mày hãy động viên má mày ra ngoài chỗ sau kê, sau kê đi Thám Tử Cao nha, chứ mày đừng có gọi là núp trong lùm nữa nha. Đó rồi, đôi lời gửi đến cô chú anh chị cũng như là cô chú anh chị yêu thương ủng hộ Hồng Loan, nhớ bấm theo dõi kênh nha cô chú anh chị, em sẽ tiếp tục lên án những cái vấn đề này. Rồi bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại.